Bé Hào đúng không? Không sợ hả? Bướng á? Không chịu ăn à? Hả? Không sợ đúng không? Hả? Có sợ không? Hả? À, bướng à? Lì à? Không ngoan à? Bé Hào à? Hả? Không sợ à? Bướng à? Hả? Không chịu ăn đúng không? Không sợ đúng không? Há mồm ra ăn nhanh. Nhanh lên. Không biết sợ à? Lì à? Hả? Có muốn bị ăn thịt không? Hả? Há mồm ra. Nào, ăn chưa? Ăn đi nhá, ngoan nhá. Biết thầy chưa? Hả? Không ăn à? Nào, há mồm ra. Đã biết bé Hào không ăn rồi nhá. Ăn thịt luôn nhá. Đừng có bướng nhá. Biết chưa? Nào. Ngoan thì không bị quát. Biết chưa? Bướng là bị quát, biết chưa? Và còn bị ăn thịt luôn ý như. Nào, ăn không? Ăn rồi thì không bị quát nữa nha. Bây giờ, khoanh chân là ăn đấy.